Thưa quý vị, hỗ trợ Bà Rịa Vũng Tàu chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19, nhất là với những bệnh nhân thể nặng và nguy kịch, rất nhiều y bác sĩ điều dưỡng ở các tỉnh thành và bệnh viện lớn trong cả nước đã đến Bà Rịa Vũng Tàu. Tại Bệnh viện Vũng Tàu, cơ sở mới, nơi tập trung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nhóm phóng viên thời sự đã ghi nhận được những hình ảnh rất ấn tượng và xúc động về sự nỗ lực, có thể nói là phi thường, của những người luôn dốc hết tâm lực để cứu chữa bệnh nhân COVID-19 từng phút, từng giây. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một trong số họ, bác sĩ Đỗ Trường Thanh Sơn, bác sĩ khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đang hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Vũng Tàu. Tôi thì trong ngành y thì tới hôm nay là 9 năm và theo ngành hồi sức là 6 năm. Ở trên bệnh viện tôi đang công tác là Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, khoa hồi sức tích cực đó. Thì cái công việc là chăm sóc những bệnh nhân nặng, nguy kịch. Khi nhận được cái quyết định của bên bệnh viện cử tôi lên đây công tác từ ngày 1 tháng 8. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia trong cái công việc mà tăng cường cho các tỉnh bạn trong công tác phòng chống dịch. Vui vì mình có dịp đóng góp, cống hiến, chăm sóc cho bệnh nhân. Cũng có một chút lo lắng lăn tăn là tại vì khi mà mình đi như vậy thì ở phía gia đình thì vợ rồi hai con nhỏ cũng hơi lo một chút. Tới hôm nay thì thấy cảm giác cũng là an tâm ở phía gia đình cũng như là an tâm công tác phòng chống dịch trên đây. Cái khác biệt duy nhất là khi mà mình xuống dưới này thì chăm sóc là cũng những bệnh nhân nặng nguy kịch, nhưng mà là những bệnh nhân nặng nguy kịch COVID-19. Ở đây thì mình làm 4 tiếng, nghỉ 12 tiếng, không cả ngày đêm gì cả. Có những hôm 3 giờ sáng là vô tour của mình chẳng hạn, thì khoảng 2 giờ mình dậy. Với cái bộ đồ bảo hộ như vậy thì nó cực kỳ áp lực. Một bộ đồ bảo hộ đúng chuẩn của nó thì nó kín mít hết từ đầu tới chân. Và trong cái bộ đồ bảo hộ đó thì chỉ cần mặc khoảng 15 phút nửa tiếng thôi là bắt đầu mồ hôi nó tuôn ra như tắm rồi và rất là nóng, bức bối, và lúc đó cảm giác cái đầu lúc nào cũng căng thẳng hết. Chăm sóc những bệnh nhân nặng nguy kịch COVID-19 vì ngoài cái đảm bảo chuyên môn khám và điều trị một cách toàn diện cho bệnh nhân thì mình luôn luôn là đặt nặng và quan trọng nhất là cái vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn, cố gắng công tác đạt hiệu quả nhưng mà phải đảm bảo an toàn cho toàn bộ ekip làm việc trong đó để tránh nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế mình. Vô nhận ca làm việc thì mình sẽ đi khám các bệnh nhân một vòng, đánh giá và phân loại những bệnh nhân có nguy cơ diễn tiến nặng để mà mình kịp thời xử trí cho bệnh nhân, cố gắng làm sao mà để hạn chế tối đa cái việc trở nặng của bệnh nhân. Khám bệnh và phân loại bệnh là cực kỳ quan trọng, đòi hỏi sự chính xác cao, nhận định đúng thì lúc đó mình mới có hướng giải quyết tốt cho bệnh nhân, hạn chế tối đa cái khả năng trở nặng của bệnh nhân cũng là hạn chế tối đa tử vong. Lúc mà mình xuống nhận công tác thì bệnh viện đã đi vào hoạt động được một tuần. Lúc đó có một bệnh nhân nữ ở trên 60 tuổi, nhiều bệnh nền. Khi mà mình xuống thì mình được các đồng nghiệp ở đây nói là ca này thở máy dùng thuốc ngủ, an thần giãn cơ đã khá là lâu rồi mà cai máy rất là khó khăn, ngưng máy thở rất là khó khăn. Thì mình tập trung cho bệnh nhân đó. Sau khi tập trung điều chỉnh một số thuốc rồi cũng như bám sát bệnh nhân hơn thì khoảng sau đó một tuần là mình đã bắt đầu cai được máy thở cho bệnh nhân. Và sau khi cai được máy thở khoảng 3 ngày là mình bắt đầu rút được nội khí quản cho bệnh nhân. Tức là tổng cộng mình xuống đây thì tới giờ này là bệnh nhân đã rút nội khí quản được 1-2 ngày và đã chuyển lên trên khoa bệnh nhẹ hơn. Cái ấn tượng rất là nhiều là khi mà rút nội khí quản được như vậy thì bệnh nhân nói chuyện, rồi sinh hoạt, ăn uống qua cái đường miệng tự nhiên của thì bệnh nhân cảm thấy rất là vui và cảm ơn tất cả các cái đội ngũ y bác sĩ ở đây. Thì
cái lời cảm ơn đó là cái điều động viên nhất đối với mình để mà mình tiếp tục công việc của mình. Cái cảm xúc thì thật sự vui vì có dịp đóng góp, cống hiến, chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19.